ký tên à? Bác Bá tên gì ạ? Bác Bá. Tên gì bác? Động Khảm. Động Khảm ạ. Nhà mình là ở đâu đây bác? Đồng Lương. Vâng, à, rất là gần đấy. Khu 4 Đồng Lương. Hôm nay bác Bá Động Khảm là đăng ký duyệt một cái mẹ đẩy đấy. Bác ở ngay thì chúng cùng vào ký đi. Đây đang bác Bá hôm nay là về là ký duyệt là một cái bộ sập ngồi ngũ phúc. Và một chiếc bàn thờ cũ mít mai điểu. Khách hàng đây quý vị nhé. Hiện tại thì hôm nay là những ngày hôm nay ngày bao nhiêu bác nhỉ? Nay là âm là 20 rồi. Tháng riêng. Vâng, 20 tháng 1 riêng năm 2021 đây. Đây là hình ảnh tổng thể bộ sản phẩm đây. Chiếc sập này được kích thước là 1m8 x 2m2, dạ dày 10 phân, chân 24 và đục là ngũ khúc tùng lọc. Thì em sẽ quay giới thiệu chi tiết cho. Trước tiên là em sẽ giới thiệu về chiếc sập này. Chiếc sập này thì là có cái mẫu này là mẫu là gọi là đục mẫu ngũ phúc này. Nó dạ dày 10 phân, chân 24. Đây là đường nét chi tiết, đường nét gần hơn của chiếc sập đây. Phần chân này là chân là đục tùng lọc này. Vân gỗ rất đẹp, vân gỗ tự nhiên quý vị nhé. Đó, còn cái phần dạ này thì dạ là đục là ngũ phúc. Đây chính giữa thì có rơi các chữ thọ như là hình ảnh mai điểu, hình ảnh chim điểu, cây hoa mai. Và sản phẩm này vân gỗ rất là đẹp. Đây lướt phần dạ tiền cho bác xem được. Đó, chi tiết cái phần dạ tiền này. Đó, tiếp theo là phần mặt trên này, mặt đây, mặt gỗ đây, phần đây vân vèo tự nhiên luôn. Phần này rất là độc lạ quý vị nhé. Phần gỗ nó cực kỳ độc lạ luôn. Mặt này thì có kích thước là 1m8 x 2m2. Cái khuôn tranh này dày 7 phân này. Nó cũng như là cái phần ván mặt đây. Ván mặt đây, còn đây là phần ngang, phần đốc. Phần đốc chiếc sập. Chỗ này hơi ngược sáng một chút các bạn. Ở bên trong này thì là có một chiếc sập thờ mai điểu bằng chất liệu gỗ mita. Và chiếc sập thờ này thì có kích thước là bề ngang là 1m97, cao là 1m17 và sâu là 107. Đó, đúng chuẩn gỗ mita luôn. Dạ là dạ đục mai điểu quý vị. Dạ đục mai điểu. Và chính giữa là cũng có rơi đang cắp một chữ thọ. Và hai bên thì là được đục chim và hoa gọi mai điểu. Phần cổ này thì là được chạm là cổ là chạm rồng trầu cuốn thư. Đó, trên nền gỗ mít tôi cam kết là 100% là gỗ mita. Sản phẩm thì còn đang nguyên mộc. Tôi quay cái hình ảnh sản phẩm nguyên mộc gửi cho các bác. Mẫu sập thờ mai điểu này thì nó khá là quen thuộc rồi, nhưng mà tôi sẽ không giới thiệu nhiều nữa, mà tôi chỉ đây là hình ảnh tổng thể một góc máy khác của sản phẩm quý vị nhé. Trông thì rất là bề thế như là đồ sộ, kê không gian phòng thờ thì vô cùng là đẹp luôn. Tôi sẽ lia lại một cái góc máy tổng thể cho khách hàng có thể hình dung được cái bộ sản phẩm này về cái kiểu dáng, kích thước của sản phẩm này cũng như là cái độ đồ sộ khi chúng ta kê vào cái không gian phòng thờ nhà chúng ta như thế nào. Quý vị này có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám. Cơ sở địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816 và website là đogotung8.com. Hiện tại sản phẩm nguyên mộc thôi, còn khi phun màu thì là sẽ đồng bộ hơn. Ok mọi người.